Chưa xong, sorry, chưa xong mà nó đã bấm vào rồi. Đang hello, cả nhà, mình chưa chưa làm xong mà nó đã nhảy vào rồi. Đang cho nó đỡ bị hello, mình đang sửa cái này mà nó bấm bị lộn vào cho nên nó từ từ nhé. Hello, chào các bạn. Bây giờ cho các bạn đi chơi một tí. Nhiều người nói bảo lái xe cho mọi người đi lái xe một tí, nói qua qua về lái xe. Bây giờ bắt đầu lê xả lên xe ngồi. Là lê xả phải xem là mình có mang bằng lái đây không. Lên xe là phải thắt dây an toàn rồi, bằng lái là phải để bên mình, ok rồi, xem kính xe đầy đủ hai bên đằng trước đằng sau, ok là bắt đầu mới đi được. Đây là đang đang đi ra ngoài, đi ra thì phải nhìn đằng trước đằng sau mình, nếu mà có người nào mình phải nhường người ta không thì mình cái này thì khỏi cần nói thì ai cũng biết rồi, lái xe thì phải nhìn rồi đúng không. Nhưng mà đại khái là như vậy đi. Hello, chào các bạn nhé. Thấy mấy người Việt Nam mình hay cãi mà. Chán mà. Nhìn đấy, đi làm chim. Người mình phải làm trời đẹp không, cảnh đẹp á, hoàng hôn buông xuống cái chỗ đoạn đường này á, cái tầm mà đi học về rồi nó đông, nó đi làm về đây bây giờ nó vẫn còn đông này. Đó, cái này là gọi là kẹt xe phải không, tắc xe, kẹt xe. Đấy, hai bên này. Đấy, nó cứ phóng rồi mình phải nhường ba ngả tứ phía luôn, một hai ba bốn, bốn phía luôn. Trời đẹp không các bạn ơi, cảnh đẹp beautiful. Này đến bao giờ mới đi được đó. Bây giờ hết xe đằng kia thì mình đằng này nó lại có xe đó. Đó, một cái đoạn đường từ nhà lên xả ra đây thôi mà một tí như thế mà phải chờ lâu như vậy đó. Đó, đi như thế nào. Bây giờ cũng phải xông pha ta đi lên, tăng 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 tăng, cho em đi nhờ tí. Đó. Đấy các bạn thấy không? Hello tất cả mọi người nha, nhìn thấy buổi chiều hoàng hôn và chúc mọi người một buổi tối thật là lãng mạn.
may mắn, gặp nhiều may mắn, khỏe mạnh. Ai đi buôn bán thì buôn được lời nhiều nhá. Đi xả giờ lười lắm, đáng nghe đi từ sáng rồi nhưng mà không biết hôm nay làm sao ấy, tự nhiên nó chỉ muốn đi ngủ thôi, chỉ muốn ở nhà thôi, cứ đi ra đi vào, đi ra đi vào, xong hôm đến giờ này mới ra được ngoài cửa. Ra được ngoài cửa xong thì phải ngồi lên xe, phải lai sờ chim á, thì nó mới có cái động lực để cho mình bước ra khỏi nhà nữa, hiểu không? Làm cái gì nó cũng có cái Lisa làm cái gì nó cũng phải có cái gì nó hối vào người mình mới làm được đấy. Trời đẹp không đấy, là tặng các bạn một buổi chiều hoàng hôn nhá, đẹp tuyệt vời luôn. Lisa rất là thích những cái cảnh như thế này, chạy từ từ cho nó ngắm cảnh cho nó đẹp. Chiều hoàng hôn buông xuống, tính đi bộ ấy, nhưng mà thôi lười quá. Rồi đến phòng tập á thì mình có cái hứng thú, mình không hiểu tại sao mình ở nhà mình tập không được mà mình phải vào phòng tập thì mình mới có cái động lực mình tập. Với lại nhiều khi có người đi ra đi vào ấy, có ngắm mấy cái anh đẹp trai nữa biết không, buồn cười đó. Nó mà ông gặp cái ông chủ ấy, xong mình đang nhìn mấy người tập, xong cái ông chủ cũng bảo chứ đừng có nhìn trai đẹp mày. Vui lắm cái ông chủ, không hả mày, đừng có nhìn trai đẹp mày. Cười chết luôn. Chắc mọi người nghe thấy Lisa, những cái kiểu của Lisa nói nghe có vẻ nó gì, nhưng mà mình sống ở đây mà, cho nên là cái phong cách của mình nó khác đúng không, nó hơi mạnh bạo một tí, nhưng mà đó là tại vì mình sống ở đây, mình phải theo cái phong tục, cái cách sống ở đây nó quen rồi. Mấy là Lisa cái người ta gọi là open mind á, cái đầu óc nó thoáng lắm, mình không có cái kiểu như là giữ mãi cái phong tục cổ truyền á, mình không có giữ được, cho nên mình không sống như cái bọn ba que, cái bọn chống cộng suốt ngày á, hô hào này kia, mặc dù nó sống ở đây nhưng mà nó động một cái là nó nói người ta cái này cái kia ấy, mà nó sống ấy rác lì, nó sống không khác gì người Việt Nam cả, không khác gì cộng sản cả. Con cái nó đi chơi, nó cấm, nó chửi, nó đánh rồi này kia các thứ đủ thứ, không thiếu một cái thứ gì, y như Việt Nam, các bạn nên nhớ như vậy, y như người Việt Nam. Nhưng mà người Tây nó đâu có sống như vậy đâu. Lisa những cái gì của người Tây mà hay là Lisa học, còn những cái gì mà của người Việt hay thì Lisa giữ, đúng không? Cái gì nó phóng khoáng thì mình phóng khoáng một tí, mình sống như thế nó thoải mái hơn. Chứ nó như là đi nhảy, đi vào trong nhảy thì kệ cha người ta, muốn nhảy kiểu gì người ta nhảy, người ta muốn ăn mặc kiểu gì người ta ăn mặc, người ta cảm thấy người ta thoải mái thì thôi, cứ phải xì xèo xì xèo xì xèo, mệt quá cơ. Mình thì mình không có cái kiểu như vậy, kệ, không quan tâm người nào thích ăn mặc kiểu gì, ăn mặc thùng đít hay là thùng chỗ nào ấy, người ta thùng của người ta, đâu phải thùng nữa, kệ người ta, người ta xấu hổ mình đâu xấu hổ, mình không thích thì thôi mình đi phắn đi chỗ khác, không có ai thích nhảy ấy, kiểu gì nhảy, đã gọi là đi chơi, đi nhảy, đi nhót thì mặc kệ người ta. Đấy là tại vì mình sống ở đây, mình phải theo cái tập quán ở đây. Còn ở Việt Nam thì nó khác, cái phong tục Việt Nam này khác, còn ở đây thì khác. Cho nên đi giải chơi mới này người Việt Nam ở đây lắm. Tại họ vẫn cứ cái tư tưởng của họ vẫn như ngày xưa, đâu có khác gì đâu. Không phải
Trời đẹp chưa? Trời ơi, beautiful. Đẹp không? Đó. Đó, đây là đến đèn. Đến ví dụ như mình đi đến đây mà đèn vàng thì mình vẫn cứ được vượt. Nhưng mà nó mình ở đằng sau kia mà nó còn một đoạn nữa nó vàng thì mình phải từ từ mình dừng lại. Chứ không phải là có nghĩa là phải, nên sao không biết nói làm sao, nói đại khái là ví dụ mình đi đến đây mà đèn vàng thì mình cứ thế mình phóng thôi, thì cái đấy ai cũng biết rồi. Anh xe anh kêu to chưa đấy, thằng con đi già ngày xưa nó cũng lái mấy cái loại xe mầm thế này này, bây giờ nó già rồi nó không chơi mấy loại xe này nữa. Thằng con đi già nó thích đua xe lắm, nó thích đua xe, xong nó bé nó ngồi một mình nó chơi thôi à, nó cứ một cái xe nó nhín nó chơi hàng tiếng đồng hồ. Về sau á, nó đi làm mấy nghề sửa xe, Lê Sà thích lắm. Tại vì Lê Sà cũng khuyến khích nó, con thích nghề sửa nghề, con thích xe thì con đi học sửa xe cũng hay. Bây giờ nó làm nghề sửa xe. Anh làm cái đấy thì anh có cái đam mê, anh ấy thích. Đó. Mà xe ở đây những cái xe nhỏ nhỏ dán kính dán giấy giấy màu ấy, không phải là xe nào cũng được dán đâu nhá các bạn nhá. Xe tùy từng loại xe nó mới cho dán thôi, có những xe loại nhỏ nhỏ nó không cho dán kính màu đâu, nó mà thấy dán kính màu nó phạt rồi. Mà hơn nữa như là cái thằng vịt kêu đít nó cãi nhau với công an đó. Ở bên này nó mà bắn tốc độ á mình không biết đâu, xong mấy hôm sau nó mới gửi giấy về cho mình cơ. Ví dụ như ở đây được chạy 80 cây số một giờ, lên xà chạy 8 năm quá là nó bắn tốc độ ở chỗ nào ấy, nó nấp ở chỗ nào ấy, như sao mình không biết, như sao bị một lần rồi mình không biết. Xong mấy hôm sau á là mình về mình nhận được cái thư tình á, đã cứ thế đi lộp thôi. Còn ví dụ mình cảm thấy rằng tao không có vượt tốc độ thì mình có bằng chứng mình đưa ra là cái giờ đấy, cái giờ nó chụp mình vượt tốc độ mà mình có bằng chứng là cái giờ đấy mình không vượt tốc độ, mình đưa ra thì mới cãi được với nó. Còn mình không có bằng chứng thì đừng có cãi, mất thời gian, nó không có gì đâu, nó không có cho mình, nó không tha cho mình đâu. Đấy, đẹp, trời đẹp khơi chưa các bạn ơi. Đấy, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nhé. Trời, beautiful, cái cảnh này là đẹp lắm, lãng mạn. Ai mà có người yêu đi cái giờ này mà đi ngắm cảnh này trên xa nổ nữa thì tuyệt vời luôn. Đấy, mà đi xe là luôn luôn là phải cách xa cái xe đằng trước khoảng bao nhiêu thước đó, cái khoảng cách để đủ cho mình khi mà có cái gì xe đằng trước nó bị làm sao đó, mình có đủ giờ để mình dừng lại, mình không đâm vào xe người ta. Mà nếu mà mình đi đằng sau mà mình đâm vào xe người ta với bất cứ cái lý do gì mình cũng là sai đã, chưa cần biết cãi như thế nào, mình cứ đâm vào xe của người ta mình sai đã. Cho nên là lúc nào mình cũng phải giữ một cái khoảng cách đằng sau đít người ta. Đây là cái roundabout. Cái chỗ này mà ai mà loạn choạng nó là dễ bị, mới lái xe mà loạn choạng hay bị mất. Thôi ok, Lê Sà nói chuyện các bạn đến đây thôi. Tại vì tới phòng tập rồi. Đấy, có trăng.
Ok, đã xong. Cái thằng nào nó còn đe mình chứ. Mày tập ở chỗ này hả? Tao tập đây đấy. The next. Thằng nào muốn muốn tới đây gặp tao này. Mẹ bố mấy thằng chó. Mày tới đây toàn những là võ sĩ, nó đến đây nó ghè cho mày gãy gãy hết, rụng hết mấy cái răng giả ra. Ok nhá, cảm ơn các bạn nghe Lisa tào lao, và hẹn gặp lúc khác. Ok, bye bye.